Công ty One Sin xin kính chào quý khách. Sau đây là motor hình giảm tốc chân đế. Và đây là motor mặt bít. Và đây là thông số của giảm tốc. Chiều dài trục ký hiệu là P. Chiều dài dẫn cá vét ký hiệu là Q. Chiều rộng tâm lỗ chân đế dọc trục ký hiệu là D. Ngang trục là E. Ở đây là đầu giảm tốc khi chưa ép motor vào.